Thưa quý vị và các bạn, 25 năm trước, ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Văn Lâm được tái lập từ huyện Mỹ Văn. 1/4 thế kỷ trôi qua, Văn Lâm nhanh chóng phát huy lợi thế ven đô, ven lộ cũng như chính sách thu hút đầu tư của tỉnh để trở thành huyện có công nghiệp, dịch vụ phát triển, thu hút ngân sách cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. 25 năm tới, Văn Lâm đang có khát vọng trở thành đô thị hiện đại, văn minh, thành phố trực thuộc tỉnh. Hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 1999, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân lâm thời huyện Văn Lâm tổ chức trọng thể lễ tái lập huyện Văn Lâm. Đây là dấu mốc đặc biệt, để từ đó Văn Lâm có sự vươn mình, bứt phá mạnh mẽ, nhanh chóng chuyển mình từ một huyện thuần nông thành địa phương có công nghiệp phát triển. 25 năm qua, huyện Văn Lâm dành hơn 1.200 ha đất cho phát triển công nghiệp. Toàn huyện hiện có trên 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 130.000 tỷ đồng, gấp 945 lần so với năm 2000. Công nghiệp là động lực chính cho sự phát triển của huyện Văn Lâm. Sự hỗ trợ lớn nhất của huyện Văn Lâm đối với chúng tôi phải nói đến là nguồn nhân lực xuất sắc. Trong hơn 20 năm qua, để tạo ra được những sản phẩm với độ chính xác cao, với số lượng lớn thì không thể thiếu sự siêng năng và tinh thần đồng đội của từng con người nơi đây. Điều này cho thấy trình độ học vấn và tinh thần làm việc của người dân địa phương. Một thành tựu đặc biệt là kết quả thu ngân sách. Năm 1999, toàn huyện chỉ thu được 4,1 tỷ đồng, đến năm 2022 đạt gần 9.400 tỷ đồng, năm 2023 đạt trên 5.300 tỷ đồng. Văn Lâm nhiều năm liên tục có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh thành quả xây dựng nông thôn mới, Văn Lâm cũng đã hoàn thành xây dựng khu vực trung tâm huyện thành đô thị loại 4. Cải cách hành chính, giáo dục, thể thao luôn ở vị trí dẫn đầu toàn tỉnh. Từ một huyện mà thuần nông, đời sống khó khăn, nhà cửa còn lụp xụp, đến bây giờ thì thấy là cả huyện là công nghiệp hóa, rồi là thương mại dịch vụ phát triển mạnh, dáng dấp của đô thị rõ rệt, đời sống nhân dân được phát triển. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã đem lại cho quê tôi thay ra đổi thì từng ngày, tôi cảm nhận quê hương mình đẹp như phố. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên, xác định đến năm 2030, xây dựng Văn Lâm là đô thị loại 3, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050, Văn Lâm là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. Phát huy những thành tựu kết quả đã đạt được trong 25 năm qua, tiếp tục thu hút các cái dự án đầu tư phát triển các cái đô thị mới theo định hướng là đô thị xanh, hiện đại, đồng bộ và tạo điều kiện để phát triển các cái ngành dịch vụ trọng yếu kết hợp với phát triển kinh tế số, chuyển đổi số để từng bước xây dựng những cái đô thị thông minh trên địa bàn của huyện. 1/4 thế kỷ vừa qua, chứng kiến sự chuyển mình của Văn Lâm từ một huyện thuần nông trở thành địa phương có công nghiệp phát triển. 1/4 thế kỷ sắp tới, Văn Lâm đang khát vọng chuyển mình lần nữa để trở thành một đô thị hiện đại. Những sự bứt phá ngoạn mục 25 năm qua sẽ là nền tảng động lực để Văn Lâm hiện thực hóa khát vọng này.